xin được chào các bác. Báo cáo với các bác là chiều mưa rét, xin phép lại được hậu chuyện các bác và thông qua cây cối rồi, chứ còn em cũng chẳng có gì khác đấy các bác ạ. Thì giới thiệu các bác tác phẩm Sung mới lấy về, một tác phẩm rất là chuẩn mực và rất là hiếm, thực tế rất là hiếm. Nó hội đủ mấy cái yếu tố của cây sung, đó là thứ nhất là sung là phải có quả, cái cây này nhiều quả, tí nữa sẽ quay chi tiết. Và thứ hai nữa là cốt cán của một cây bonsai theo chuẩn quốc tế đấy. theo phong cách quốc tế thì đúng hơn, chuẩn quốc tế thì bonsai chuẩn thì cũng khó giải thích đấy, nhưng mà nó là một cái tỷ lệ bonsai rất là ổn đấy, về chân bệ, về cái độ về già, cái độ tự nhiên nó hội đủ cả yếu tố đấy, của Việt Nam lẫn của quốc tế đấy. Đấy, và cái thứ ba là nó rất xung xuê, tây tán rất là ổn, chân bệ cho đến rêu phòng, các bác nhìn sẽ rất là thích đấy. Thì hôm nay sẽ cây này thì sẽ không có cái quả này, cái này sẽ không làm răm làm viết gì vội cả, mà chỉ có tút vào như một số cái lá già thôi, để Tết đón một cái lộc non và kích thích nó ra quả nhiều hơn các bạn, chứ không rút. Răm của nó đang rất là nhiều quả, rất là nhiều mầm quả, em không tiện rút. Thì Tết chắc nó không có quả to được, nó chỉ bằng đầu đũa và ngón tay là cùng thôi đấy. Thì sẽ chia sẻ và với các bác cái cây này, một cây rất là đẹp các bác nhé. Video này sẽ gồm chia sẻ cây sung này chi tiết, và cái cây xanh tối hôm qua làm đây thì nó hôm qua nó tối quá các bác kêu trời tối quá thiếu ánh sáng mà đấy, điều kiện nhà cửa nó luôn côn lắm quá. Thì hôm nay thì sớm chút mà nó hửng nắng, thì tí nữa em quay thêm một lượt cái cây này đấy. Là nội dung video là có hai cái siêu phẩm này, còn sung này thì em nhập về nó cũng lâu lâu rồi. Tuy nhiên là có một cái điều là chụp ảnh có thể mình chụp nó không được ok lắm. Cái cây này lúc chụp ảnh hôm lấy về lại rất là khó. Thì chụp thì có đăng lên diễn đàn, em chỉ đăng để chụp khoe thôi. Đấy thì cũng khoảng độ 20-30 người thích thôi. Chứ nhưng mà em nghĩ là nó là cây rất là hiếm và các bác không để ý đến. Thực tế nó là một cây rất là hiếm, rất là hay đấy các bác. Nếu mà chơi bonsai sâu thì nên để ý kỹ cây này. Tất nhiên không phải là mồi chài các bác mua biết gì cả, nhưng mà đấy, thì xem cây, một số cây thì lên ảnh lên phim nó nhiều khi nó không hết cái vẻ đẹp các bác ạ. Bây giờ là em tỉa sơ sơ và để nó thoáng và bớt lá đi, để khoe các bác những cái mầm quả các bác nhé. Và đo cái kích thước của cây luôn cho các bác xem nhé. Cũng cao này. Cao độ 40, cao độ 43 phân các bác nhé. 43. Rộng tán. Rộng tán nó gần 60 các bác. Chiều rộng của tán nhé. Chiều này còn rộng hơn này. Chiều rộng này gần 70 cơ, nếu ra đến mép này gần 70 cơ. Đấy, cho nên là cái chiều cao của cốt thật này là đến cái bắt đầu phân chi nhé. Đấy là bắt đầu phân chi nhé. Là 22 phân. 22 phân. Và cái đường kính gốc là 35. Đường kính gốc 35. Còn chân bệ thì gần như là kia đến mép chậu này rồi. Đấy. Chân bệ thì rất vững chãi. Rồi bây giờ làm các bác nhé. Thì ở này thì Tết vẫn kịp ra. Vừa kích thích ra quả lại vừa thoáng cây bác xem. Chứ nhiều khi cũng thực tế là cũng không cần thiết về mấy tỉa thôi. Nhưng mà khoe các bác thì
bắt đầu chuẩn bị chống trơn đến nơi rồi. Đã lột trần các bác đấy, cũng mất khá thời gian đấy. Đến đây cắt bớt một số chỗ đi. Qua Tết thì mới thu răm quá, bây giờ đang để chơi quả đó. Răm rất là mượt, một cây rất là hiếm, răm đẹp. Thiên nhiên. Này nha các bác nha, tổng thể nhé, về mặt cảm quan ấy thì form rất là chuẩn rồi, có một chút là cái cảm quan thôi, tức là cái những cái đầu cành này nó đang hơi bị thô, gọi là thô một chút đi, nhưng mà là có thể xử lý luôn được rồi, nhưng mà em đang muốn để nguyên cái độ cũ già nó, bây giờ động cạp vào, dùng cái cạp cho những cái đầu này nó mịn hơn ấy. Hoặc là thậm chí có thể bỏ một vài cái răm ở trên để cho cái đầu cành nó nhịn, thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nó nhìn nó rất rất là mới ở đấy, cho nên em qua Tết mới làm và thu ngắn răm một chút nữa để cho răm nó khỏe đấy. Đấy. Thì bây giờ các bác đầu tiên nhé, chậu thì chậu tròn cũng chậu bình thường thôi, chậu thì không có gì để nói. Thế còn là đất này, rêu phòng và đang cho ăn phân rất là khỏe, trên cây lại yên tâm. Nhìn cái mức độ rêu này các bạn biết là sung không thiếu nước, mức độ rêu xanh mướt. Và có một cái điều rất là thú vị là rêu nó lên cả thân luôn, nó lan rêu từ đất lên đến thân, có nghĩa là cây này nó rất là già, nó cho nên những cái vỏ nó, những cái vỏ, những cái nhiều năm nó tích tụ, nó có những cái lớp rất phù hợp cho rêu nó lan lên. Đấy, ví dụ như chỗ này. Đấy. Thì về chân bệ nhé, chân bệ rất ok nhé. Đây, bệ đây. À, đây. Bên này này. Bên này thì thực tế là có một chút ở đây thì cũng tốt, nhưng mà không có chẳng sao. Đấy các bạn. Bởi vì thực tế nhiều bệ quá thì nó rối, nó lại nhìn như xanh xì ấy. Nó lại không hay. Đây. Dáng dấp thì nó về cái cốt thật của nó thì nó hơi siêu một chút và có năm tay một phúc. Đây, phải nhìn thấy những cái cốt chùn rụt này, rất sửa rụt, nó ngắn, một cây mà rất là già, lâu năm mà ngắn. Đấy, lâu năm mà ngắn, nó già đến mức rêu nó đắp kín cả thân. Đấy các bác, thì một cái cây sung rất là quý ở cái tuổi nó và cái dáng thế của nó. Thứ nữa là tí nó sẽ đến cái lượt quả. Đấy, có 5 cái tay. Đấy, 4, 5. Đấy, 5 cái tay. Thì đang để form rất là toàn thiên nhiên. Form rất là toàn thiên nhiên. Rằm dĩa cũng không quá dày. Thoáng rằm. Đấy.
nhìn cái để khi mà các bác để cái chiều này này nhìn rất là phê. Đấy, rất phê đúng không? Đây như này một chút. Đấy, phê. Đấy, thì sau này chỗ này thậm chí có thể cạp lũ nguyên vào cái chỗ này. Đấy, đầu cảnh sau nó rất là mịn. Những cái đầu này thì ok rồi, cứ cành này được ăn no phát triển là sẽ kéo ngay lại được kịp so với cái sẹo. Đây còn đây quả thì chứng minh quả, đây quả rất nhiều quả. Ngày xưa có những cái ảnh chụp cây này có những cái chùm quả buông từ trên xuống dưới, thích lắm các bác, thích lắm, thích. Cây này thì quả thì từ gốc đến ngọn, từ gốc đến ngọn các bác. Đây nhá, các bác nhìn này, những cái lấm tấm lắm đây, từ gốc dưới lên những cái mầm này là quả hết đấy nhá, mầm quả nhá. Mầm quả nhá. Đây những cái nhú nhú này là đều có thể ra quả. Đây mầm quả nhá, mầm quả. Đấy, đây cũng vậy, quả, mầm quả, quả nhá. Nói chung là xung quanh thân đều có mầm quả. Tất nhiên là từ giờ đến Tết, hoặc là đây trên này những cái nhú nhú mà cái mụn mụn xung quanh ấy là nhú mầm quả các bạn. Thì Tết thì có chăng là cái chùm này thì nó to bằng đầu đũa hoặc là đầu ngón tay út một chút. Đấy, nhưng mà sau Tết đi chơi thì đẹp, ngày rộng tháng dài phải đi chơi. Đấy, đấy là một cây sung dáng dấp khá là thiên nhiên, rất thiên nhiên, chỉ có cắt và nuôi dăm thôi. Đấy, rất thiên nhiên nhé. Thì mặt chính của nó sẽ là mặt này. Đấy, khi mà em cạp cái đầu cành kia đi phát thì thôi rồi. Đấy, thôi rồi luôn đấy. Từ trên xuống các bạn nhé. Tán nó khá là rộng nhưng mà phải đứng cao, có lẽ là không view được hết. Đấy, rồi sắm một cây này chơi Tết thì cũng đáng đồng tiền các bạn. Thực tế em chọn cây thì cây nó không quá nhiều tiền đâu, nhưng mà những cây em chọn thì tự tin là có những cái nét mà nó so với cái đồng tiền mình bỏ ra thì nó xứng đáng các bạn. Đấy, chứ mình chả nhận mình là ngắm tiền nhiều của mua cây đẹp gì đâu, so với đồng tiền mình bỏ ra nó rất là xứng đáng các bạn nhé. Rồi bây giờ thì đấy nó xanh này, quay lại để cho các bác biết là ban ngày nó như nào. Đây ban ngày của củ đây. Cây các bác nào mà chưa biết tỷ lệ thì kích thước của nó thì xem video trước các bác nhé, vừa rút răm xong tối hôm qua đây. Đấy thì ban ngày các bác sẽ nhìn dễ hơn này. Đầu tiên nhé, tổng quan đi, tổng quan em xoay vòng đi, xoay từ từ các bác xem. Đấy, lầm rất dày. Rồi, giờ đi vào chi tiết chân bệ nhá. Chân bệ. Đấy, lên trên. Lên trên. Bắt đầu phân răm rồi. Chi cảnh rất tự nhiên, không có sẹo nhé. Xanh quê thì phải chơi hiền quá. Xanh quê mà gấu thì đừng có, thì có nghĩa là chưa chơi sâu. Xanh quê là những dáng quê, làng quê và rất là hiền hòa, mặc dù rất đẹp, rất hiền hòa. Đấy, thì người ta mới chơi xanh quê. Chi phân chi nhé, phân chi nhé. Đấy, phân chi rất tự nhiên, không có sẹo, không có cháy, không có sẹo, không có cháy nhé. Rất xung xuê. 2 năm nữa thôi, bất nhiên bây giờ chơi đẹp nhưng 2 năm nữa thì răm của nó đừng có hỏi, vẫn tuyệt phẩm đấy. Như các cụ hay nói là một mả tiền đấy,
Đấy, vui vậy. Đấy. Các bác mà thắc mắc gì thì lại em lại quay tiếp. Đấy, bây giờ em sẽ ngồi cầm kéo và nhặt nhặt thêm cho nó sạch chút nữa. Đấy, để bắt đầu lại nuôi tiếp. Đấy, như em nói là cây này phải 2 năm nữa. Tất nhiên bây giờ dăm là đẹp rồi, rất đẹp rồi. Đấy, 2 năm nữa nó sẽ mịn tít, sóng, dăm nó sóng. Đấy, thôi rồi các bác. Chân vệ lục ý nó cũng chuẩn. Thế lại thêm tuổi tác nữa, ôi trời, mụn nhọt nữa. Đấy, cụ lục ý cũng có tí gấu gấu rồi. Nhưng mà không phải gấu theo cái kiểu hầm hố, kiểu Nam Điền. Gấu kiểu hiền, của quê. Rất là thanh nhã, đấy. Rất thiên nhiên, các bác nhé. À, rồi bây giờ nhặt, ngồi nhặt đây này cũng nhìn, nhưng mà nhặt ngay cả ngáy không sạch hết. Cầm kéo này cứ tỉ từng tí một, một tí mà xinh. Chết mọc xiên xẹo rất là nhiều thì mình sẽ làm sóng răm lại rồi nhặt vào đây, nhặt đấy, nhặt bỏ hết để nhiều cái này sau nó đầu răm nó rất là to, đầu cái răm này sau nó rất là to và nó cũng gây bẩn, bẩn sạch sẽ. Sạch sẽ là vì sao răm người ta nhìn rất đẹp sạch sẽ, người ta sạch sẽ mà người ta sóng, người ta thoát răm như chải tóc. Thì đừng ngại cắt đi những cái, đừng ngại cắt đi những cái lởm chởm, cứ mạnh dạn cắt đi. Thành si nếu có cắt nhầm thì nó cũng lên ngay lại thôi. Dù vì những cái chi to quá các bác cắt thì tiếc thì cũng hơi tiếc, thì cũng nó đành rồi. Nên suy xét là khi mình cắt ở đấy thì xong nó sẽ như nào, ý đồ của mình là muốn làm như nào. Càng lao tí các bác nữa, với các bác đôi câu nữa là tối mà. Nhìn này tí cảm giác xong rồi mà ngắm ngắm một lúc lại thấy lại có cầm kéo để nhặt tiếp. Đấy, tâm lý của người chơi cây thường giống nhau như vậy. Hoặc là các cụ ở nhà mà có đôi cây rồi cái này lại bê chỗ này, mai đặt chỗ kia. Hay lắm. Không biết chung đấy. Đấy.
tạm thời thế ra các bác ạ. Đấy, cũng không làm mà mất thời gian thêm các bác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.